Chuyện kinh dị Tết ở làng địa ngục. Tác giả Thảo Trang. Giọng đọc Tả Từ. Bí ẩn Radio. Quyển số 9, hồi thứ 17, Hỏa xà địa ngục. Trời nhá nhem tối, sương mù lảng bảng bay khắp núi rừng, càng lúc càng dày đặc. Ông Tập mệt mỏi vắt tay lên trán, hai bờ vai và cẳng chân mỏi nhừ đến nỗi cảm tưởng như vừa bị ai đánh. Bên cạnh ông là Tam Quỷ ngáy vang như sấm. Hai người đã chạy trốn khỏi làng địa ngục từ đêm hôm qua, chạy thục mạng dưới cơn mưa rừng tầm tã. Ban đầu ông cho rằng đám thanh niên trai tráng trong làng sẽ chạy đuổi theo tới tận cùng, nhưng mãi mà chẳng thấy bóng dáng của một người nào. Đường xuống núi vừa trơn vừa tối, thế nhưng cả hai người vẫn không dám ngoái đầu nhìn lại. Và đến khi cơn mưa thấm đẫm vào người lạnh đến thấu xương, hai bàn chân bắt đầu lạnh cóng, không thể tiếp tục được nữa, ông Tập mới ra hiệu cho Tam Quỷ dừng lại. Đêm hôm ấy trời mưa xối xả, sấm chớp đi đùng trên không trung. Cả hai vội vã đứng trú dưới một tán cây rừng rậm rạp, vừa run cầm cập vì lạnh, vừa khấn vái trong đầu cầu xin đừng để sét đánh trúng thân. Ngồi một lúc thì Tam Quỷ mới hoàn hồn, gã nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi nói: "Bác Thập này, vừa nãy tôi trông thấy ai như là Thị Lam, vợ ông thầy Đồ ấy, bác có thấy người đó không?" Ông Tập chưa kịp trả lời, Tam Quỷ lại lẩm bẩm: "Mà rõ ràng là Thị đã bị chôn sống hôm mùng 2 Tết rồi, sao bây giờ lại xuất hiện được? Chẳng lẽ xác chết có thể biết đi?" Ông Tập cúi đầu rồi mới nói nhỏ: "Bác Tam không hề nhìn nhầm đâu, chính tôi cũng trông thấy Thị, đích thực là Thị chứ không phải ai khác, và còn cả vợ tôi nữa." Tam Quỷ không nói gì. Dù bản thân gã là một người thô lỗ, nhưng cũng biết được rằng những lúc như thế này, có an ủi vài câu nhạt nhẽo cũng chỉ đem muối bỏ bể. Cho nên gã đành mặc kệ cho ông Thập ngồi lặng lẽ một mình, gương mặt tràn ngập tâm sự. Một tia chớp lóe lên, sau đó tiếng sấm ầm ầm làm rung chuyển cả không gian. Tam Quỷ hướng mắt nhìn rồi hạ thấp giọng: "Hình như tia sét nó đánh về phía làng địa ngục." Ông Tập ngẩng lên nhìn, nhưng rồi lại nằm xuống, tay vắt ngang qua trán. Tam Quỷ không nói gì thêm, gã gục xuống đầy mệt mỏi. Một lúc sau đã thấy ngáy o o. Độ một tuần hương sau, cơn mưa vẫn tầm tã dai dẳng, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy trời sắp tạnh. Từ lâu người ta vẫn truyền tụng với nhau câu nói: đi biển sợ bão, đi rừng sợ mưa. Ấy là vì chúng có thể cướp đi sinh mạng của con người bất cứ lúc nào. Cơn mưa đêm ở rừng tiêu nước độc vốn đã đáng sợ, huống hồ ở vùng rừng rú hẻo lánh như thế này còn đáng sợ hơn nhiều lần. Chưa bao giờ ông Tập rời khỏi làng trong tình cảnh như thế, bị người làng truy đuổi, rồi tận mắt ông chứng kiến thấy vợ mình ôm khư khư những cái bọc trắng toát trong tay, cất tiếng cười khe khé. Quen biết Thị từ thời thơ ấu, chưa bao giờ ông dám tin Thị lại dám dính líu tới những chuyện tà ma quỷ dị đến vậy. Thị vốn ít nói, chỉ ngày ngày lặng lẽ làm những công việc không tên người phụ nữ trong gia đình. Trong lòng thầm ước có một mụn con nối dõi. Hồi mới cưới, nhiều lần Thị còn vu vơ nói cho ông nghe về những đứa con mà Thị mong ước. Nhưng rồi thời gian càng trôi đi, Thị cũng chẳng mở lòng thêm nữa. Bản thân ông cũng âu sầu, cho nên tránh nhắc đến chuyện cũ. Điều khiến ông Tập lo sợ mãi không yên, đó là việc Thị Lam xuất hiện. Mùng 2 Tết vừa rồi, Thị bị cả làng chôn sống. Chính mắt ông và tất cả người làng đã nhìn thấy toàn thân thể của Thị bị từng đống đất phủ lên cho tới khi ngạt thở. Thậm chí có người còn kể lại rằng, ngay cả khi hố đất này đã bị lấp rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng cười khành khạch của Thị Lam vang lên từ sâu trong lòng đất. Ban đầu ông Tập cũng không để ý lắm, nhưng đến khi thấy Thị Lam chạy tất tả trong màn mưa, thì bản thân ông mới tin rằng đó không phải là hồn ma bóng quế, mà chính là Thị đã đội mồ sống dậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của ông Tập. Ông biết rằng không phải là vì cái lạnh của đêm mưa rừng, mà bởi vì ông vừa nhớ lại một việc. Chính ông cũng đã từng nhìn thấy hai mẹ con thằng Đậu lầm lũi đi trên đường làng cách đây ít lâu. Mà ngẫm ra cũng thật quái lạ.
mẹ con Thị Lam cũng chỉ vừa mới chết một vài ngày, thi thể coi như chưa phân hủy. Vậy mà sao mẹ con nhà thằng Đậu đã chết mấy năm rồi, xương thịt vẫn còn chưa tan? Là người thường xuyên qua lại với người Mường, người Mãn, từ lâu ông vốn biết ở Đại Việt có tà thuật làm các xác thịt người chết mãi không tan. Thế nhưng thuật đó chỉ dành cho những người còn sống quá quyến luyến với người đã khuất, không muốn rời xa mình, nên mới dùng phương pháp tổn hại âm đức đó để khiến cho người chết không xuất hiện dòi bọ, mình mẩy không bị thối rữa. Với người khác thì ông không biết, chứ với gia cảnh của mẹ góa con côi của nhà thằng Đậu, ai lại muốn giữ lại thi hài của hai người đó. Rồi cả chuyện của Thị Lam, chồng thì đã bị chặt xác thành mấy khúc rồi vào đúng đêm giao thừa, làm gì còn ai hành tà thuật này để giữ mẹ con Thị ở lại. Mà cứ cho là có người làm, thì liệu kẻ nào có bản lĩnh lớn đến mức làm ra chuyện người không biết quỷ thần không hay. Càng nghĩ, ông Tập càng cảm thấy đáng ngờ. Quỷ sự đương diễn ra ở làng địa ngục dường như không nhắm vào cụ thể một người nào, mà là cả làng. Có kẻ nào đó muốn cả làng phải chết. Cơn giận bùng lên trong lòng ông Tập như một ngọn lửa hung tàn. Mấy chuyện ma quỷ trêu ghẹo dắt người giấu ở trong hang vốn dĩ đã quá quen thuộc, đằng này có thể sai khiến ma quỷ đoạt hồn cướp xác thì chứng tỏ kẻ đứng sau không phải là dạng tầm thường. Nghĩ đi nghĩ lại, người trong làng ông xưa nay tuy tính tình có phần lãnh đạm, nhưng xét cho cùng cũng không phải là người có lòng dạ thâm trầm đến thế. Đám thanh niên trẻ tuổi thì lại càng không. Chúng chưa từng va vấp sự đời, mỗi khi nhắc đến chuyện tà ma, đứa nào đứa đấy đều co rúm lại vì sợ hãi. Chẳng có lý do nào chúng lại biết được nhiều thứ tà thuật đã thất truyền. Vậy có khi nào là người ngoài? Trước đây chính ông Tập cũng đã từng nghi ngờ cho Tam Quỷ. Phải đến tận hôm nay, khi thấy Tam Quỷ vùng chạy với sau lưng mình, sự nghi hoặc của ông mới xóa hết. Điểm qua điểm lại một hồi, ông Tập cũng chỉ nghi ngờ cho hai người. Một là lão ăn mày què trí độ thâm sâu, từng ngang dọc khắp nơi ở cái đất Đại Việt bạt ngàn. Người còn lại chẳng lẽ là... Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu, ông Tập bội xua nó ra khỏi óc. Ông cảm thấy mình quá ư tệ bạc. Bởi lẽ ông không thể nào nghi ngờ bất cứ ai trong làng, kể cả người đức cao vọng trọng như cụ Khảm, nhưng không thể không nghi ngờ người đó. Ông nhìn chân chân ra khoảng không tối thui như hũ nút, mải suy nghĩ miên man rồi tiếp đi lúc nào không biết. Mùi máu tanh xen lẫn với mùi hôi thối kinh hoàng ở đâu xộc tới, khiến ông Thập giật mình thức giấc. Ông phát hiện thấy trên người mình phủ kín cỏ khô lẫn cỏ tươi, cách ông một khoảng hơn một sải tay. Tam Quỷ đang ngồi thụp xuống sau phiến đá, trong tay gã cầm một cành củi khô to bằng bắp chân người lớn. Đoán có sự lạ, ông Thập toan ngồi dậy, nhưng sợ phát hiện ra tiếng động nên ông nằm im, hai tay căng ra để nghe ngóng tình hình. Mùi tanh tưởi quyện lại với mùi thối vẫn phảng phất ở xung quanh. Trời đã tạnh mưa, không khí còn lạnh hơn lúc trước. Bầu trời khoác lên mình một lớp báo màu xám đục. Chắc lúc này cũng phải là cuối giờ dần rồi. Làn gió se lạnh thổi bay cái thứ mùi kinh tởm, khiến chúng tràn ngập cả không gian. Ông Tập bắt đầu cảm thấy lợm giọng. Mùi này quả thực rất giống với cái mùi thú dữ lúc chúng đi lại trong rừng. Nhớ ngày còn bé, người trong làng vẫn thường hay nhắc nhở con cháu rằng khi người thấy mùi gió tanh, ấy là lúc hổ báo đang cận kề. Đại Việt vốn có loài hổ dữ có kích thước rất lớn, lại đặc biệt tinh khôn. Chúng có thể nghe thấy tiếng lá rừng lay động mà biết được con mồi đương ở đâu. Nhiều binh lính phương Bắc sang xâm lược, khi toàn mạng trở về đều không thể không nhắc đến cái loài hổ huyền thoại ấy. Có nhiều người còn quả quyết hổ ở xứ Đại Việt phải to gấp mấy lần con hổ mà Võ Tòng lừng danh từng đánh thắng trên đồi Cảnh Dương. Thực hư ra sao không ai hay biết, chỉ biết rằng nếu quả thực có người nhìn thấy hổ Đại Việt thì chẳng còn mạng sống mà quay về. Thế nhưng hổ chưa phải là nỗi khiếp sợ duy nhất của con người nơi đây. Thứ khiến người ta khiếp đảm là loài sói lửa có hàm răng cứng như đá tảng. Ông Tập đoán chắc xung quanh làng địa ngục từ lâu đã chẳng còn con hổ nào cả. Phần vì người dân nơi đây sống ở nơi địa thế treo leo hiểm trở, loài thú to lớn khó lòng qua lại. Phần vì thứ thuốc mê kinh hồn ma phí tán mà người nơi đây sử dụng để bẫy mồi
đã dọa cho lũ thú rừng khiếp sợ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cái mùi gió tanh nồng kia ông vẫn cảm nhận được. Chắc chắn thú dữ ăn thịt đương lai vãng quanh đây. Hổ dữ không còn, vậy thì loài vật nào có thể thoát ra cái mùi máu tanh hôi thối kinh người như thế? Trong đầu ông nghĩ ngay đến loài sói lửa. Ông không kịp nghĩ nhiều, chỉ khẽ giơ tay khua khoắng trong không trung để ra hiệu cho tam quỷ. Cành củi to bằng bắp chân người lớn mà gã đương cầm trong tay chẳng khác nào đồ chơi dưới hàm răng sắc lẻm của sói lửa. Có điều mà tam quỷ không biết, sói lửa thường sống theo bầy. Nếu đúng hôm nay chúng đánh hơi người mà mò tới đây thật, thì có lẽ không những ông mà toàn bộ dân làng địa ngục cũng chẳng ai toàn mạng. Tam quỷ đương căng tai theo dõi tiếng bước chân lạo xạo dưới lá khô. Chợt ông thấy ông Tập ra hiệu cho mình, bèn lắc đầu ngỏ ý đừng cử động. Ông Tập khẽ dướn người, mấp máy môi để tam quỷ có thể đọc được khẩu hình. Hai chữ sói lửa vừa được bật ra, bỗng bất chợt cả hai người đàn ông chết sững vì nghe thấy tiếng chu dài vọng lại. Ông Tập cứng cả người vì sợ hãi, còn tam quỷ giật thóp mình, gã suýt đánh rơi cây củi trong tay. Tiếng chu vừa dứt thì tiếng dồn dập lại vang lên, có con gì đó đương chạy nước đại. Mồ hôi trên trán của ông Tập và tam quỷ túa ra không ngừng. Cái đói, cái rét cộng thêm nỗi sợ hãi khiến cho cả hai gần như kiệt sức. Tiếng động đột ngột dừng, tam quỷ không nén nổi tò mò, liền nghiêng đầu ra khỏi phiến đá để nghe ngóng. Bỗng dưng lúc ấy, từ trên con dốc cao có một cái bóng đen phóng thẳng xuống. Cả hai người chưa kịp hoàn hồn đã phát hiện trước mắt họ là một con sói, trong mồm nó ngậm một cái đầu người. Khí thế của tam quỷ gần như biến mất, gã làm rơi cành củi gỗ trong tay. Ông Tập thì ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào con sói mà không thể thốt nên lời. Con sói có kích thước gấp đôi, gấp ba con chó thông thường. Trên thân nó phủ một bộ lông đỏ rực như đuôi bốc cháy. Toàn thân bốc lên mùi tanh tưởi bởi thứ máu đen xì, xen lẫn với mùi thịt người đã thối rữa. Nó đứng trên đám lá khô, đôi mắt vằn lên những tia máu. Nó gầm gừ trong cổ họng, nhìn hai kẻ trước mặt như muốn dò xét. Hai chân sau của nó hơi khuỵu xuống như thể bị thương. Thế nhưng điều đáng chú ý hơn cả, đó là miệng nó ngậm một cái đầu người. Chính xác hơn là nó ngậm tóc của một cái đầu bị cắn nham nhở. Mỗi khi con vật di chuyển là cái đầu treo lủng lẳng lắc qua lắc lại, giống hệt như một chiếc phong linh. Ông Thập mụ mẫm cả người vì sợ hãi, cảm giác sắp chết kề cận với mình. Tam quỷ bên cạnh thì run lẩy bẩy, miệng gã lắp bắp nhưng không thể thốt được nên lời. Mọi hy vọng sống sót trong lòng ông Thập hoàn toàn sụp đổ. Vì kẻ nào mà giáp mặt với loài sói lửa hung dữ này, chỉ còn nước đi gặp Diêm Vương. Một cơn gió lạnh ùa tới, cái đầu người xoay tròn mấy vòng, rồi vô tình hướng gương mặt của người đã chết về phía ông Thập. Làn da sạm đen tím tái, bên gò má ụ lên một cục lớn to bằng quả trứng gà. Từ trong cục thịt đó, lúc nhúc mấy con giòi đang thi nhau bò lên bò xuống. Ông Thập bị cái đầu người thu hút đến quên cả sợ hãi. Ông khẽ nhíu mày quan sát, thì kinh hoàng nhận ra cái đầu con thú đương ngậm là đầu của mẹ thằng Đậu. Đích thực là đầu bà ta chứ không ai khác. Cái bướu to chứa toàn giòi kia là vết tích như con rắn đã cắn năm xưa. Người làng ai mà chẳng biết điều ấy. Ông Tập rú lên một tiếng kinh hoàng. Đám quạ trên cây bị dọa nên nháo nhào bay mất, bị tiếng gào của ông Tập làm cho giật mình. Tam quỷ như lấy lại được cảm giác, đã kêu lên một tiếng rồi lùm cùm bò dưới đất tìm chỗ trốn. Con sói lửa vứt cái đầu lăn lóc của mẹ thằng Đậu qua một bên. Cái đầu lăn lông lốc va phải tảng đá rồi bật lại rơi vào người ông Tập. Máu đen tanh ngòm hôi thối sộc thẳng vào mũi, khiến ông Tập hồn vía như bay lên mây. Con sói lửa nhảy thẳng về phía trước, chặn đầu tam quỷ, rồi nhe răng nhìn gã đầy dọa nạt. Tam quỷ sợ hãi vội tóm một hòn đá trên mặt đất ném về phía trước. Con sói khẽ nghiêng đầu tránh được. Tam quỷ hoảng hốt, gã luống cuống cả chân tay. Thừa dịp đó, con sói lao tới, ngoạm một cái vào bắp tay của tam quỷ. Gã kêu lên đau đớn. Ông Tập giật nảy mình, ông vội ném cái đầu về phía con sói, nhưng vô ích. Máu từ tay tam quỷ bắn ra tung tóe. Tam quỷ ngất xỉu, đầu gã đập vào tảng đá bên cạnh, rồi nằm im không nhúc nhích. Ông Tập kêu lên sợ hãi. Bác Tam! Tiếng kêu của ông vang lên rồi vọng lại thật nhanh. Con sói bị máu của tam quỷ bắn vào,
khiến cho bộ lông của nó có phần nhem nhuốc. Ông Tập run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhau nghe lập cập. Con sói dửng dưng đi thẳng đến phía trước, thế rồi nhanh như cắt, nó nhảy lên cắm vào tai ông Tập. Một cơn đau thấu tận tim gan ùa tới. Ông Tập thấy trước mắt mình tối dần rồi đen mịt. Ông ngã lăn ra giữa rừng, bất tỉnh nhân sự. Con sói lửa không thèm đếm xỉa gì đến cái đầu đầy sói bọ nữa. Nó khụt kịt mũi mấy cái, rồi bắt đầu dùng mõm kéo chặt vạt áo của hai người đàn ông đi sâu tuốt vào trong rừng. Nói chính xác hơn là trong một cái hang nằm trên con đường thứ 6 của làng. Máu từ hai người chết giấc này vẫn không ngừng chảy ra. Tấm lưng của họ bị đất đá và cành cây làm cho dơm máu. Con sói kéo hai người vóc dáng trưởng thành mà nhẹ như không. Nó đi lướt qua cái xác đã bị nó cắn cụt đầu và cái xác bị nó moi ra hai quả thận để nhâm nhi vào lúc nửa đêm. Đầu của mẹ thằng Đậu rồi cả thân hình của hai mẹ con đã bị cắn xé, vò nát rồi bỏ lại trong rừng sâu như thế. Cùng lúc đó, người dân làng địa ngục cũng nháo nhào vì trong làng lại xảy ra quỷ sự. Phóng hỏa nhà ông Tập xong xuôi, dân làng kéo nhau trở về. Lần này họ tin rằng cuộc sống của họ lại bình yên như thuở trước. Kể cả khi không có ông Tập, người làng vẫn sẽ duy trì nếp sống như bấy lâu nay. Suy cho cùng thì ông ta trưởng làng cũng chỉ là kẻ dẫn đường. Nếu không có ông ta thì làng sẽ cử một vài thanh niên trai tráng để vượt dốc băng rừng. Có kẻ còn đề nghị dẫn thêm vài con chó tinh khôn đi theo tìm đường. Dù không thể có trí nhớ như lũ ngựa thì loài chó vẫn đắc dụng. Nếu chẳng may chúng cũng trở nên ngơ ngẩn như cái thằng điên trong làng thì giết luôn. Chẳng tội gì phải nuôi một bầy chó điên như thế. Cô Chiêm chỉ nghe loáng thoáng người trong làng bàn bạc với nhau. Vậy mà toàn thân cô sởn cả gai ốc. Từ lúc nào người làng lại máu lạnh vô tình đến thế? Cô nhớ mãi lời mẹ cô hồi còn sống. Bà từng bảo rằng để có được tấm lòng thiện lương, người ta phải giữ trọn trái tim mình cả đời. Nhưng để có lòng lang dạ sói, người ta chỉ cần mặc kệ mà thôi. Cô cúi đầu bước đi trên con đường làng phủ đầy xương trắng. Có lẽ rằng người làng địa ngục đã dần dần trở thành dã thú mất rồi. Sự độc ác của họ nhen nhúm từ khi họ chôn sống mẹ con Thị Lam đến chết. Mỗi người một nắm đất rừng rưng ném xuống những cái thân hình còn sống sờ sờ kia. Nhìn cảnh tượng ấy, cô Chiêm phải quay đi cắn chặt răng đến mức bật máu. Người làng nào đâu có ném đất xuống mồ. Thứ mà họ ném đi chính là nhân tính của họ. Cô Chiêm nhìn đàn cây hoa đào nở rực rỡ trải dọc theo con đường làng. Xung quanh là màn sương lảng bảng trôi lờ lững. Cô nhớ lúc còn nhỏ, thầy Đồ Lam vẫn thường dạy học trò rằng trong kinh nhà Phật có đề cập đến một địa ngục khắp nơi toàn là lửa. Kẻ nào phạm ác đều phải ngồi lên những chiếc xe đỏ rực bốc cháy, gọi là hỏa xa. Ngày nào cũng chết đi sống lại hàng trăm lần. Bởi thế cho nên làm việc ác nhất định gặp báo ứng. Người ta vẫn bảo địa ngục thì không có sương mù, chỉ có lửa cháy phừng phừng hoặc là băng giá xuyên thẳng vào da thịt của kẻ bị đầy. Nghĩ đến đó, cô khẽ lắc đầu. Nơi đây chẳng có lửa, cũng chẳng có băng, nhưng đích thực là chốn âm tào địa phủ. Cô Chiêm khẽ đẩy cửa bước vào sân của nhà mình. Từ đằng xa có một người thất thểu đi trên con đường làng. Tay người ấy cầm một lưỡi dao nhỏ dính đầy máu. Trong vạt áo có một vò rượu đỏ lòm. Người ấy đi rất nhanh, sau lưng còn có thêm một chiếc bóng. Buổi chiều ở miền Sơn Cước trời tối rất nhanh. Vừa qua chính ngọ được vài tuần hương mà đã âm u tối. Người trong làng lại phải nhóm lửa thắp đèn cầy. Có một cô thiếu nữ quá lứa lỡ thì thấy trong nhà chẳng còn rơm để nhóm lửa. Cô sực nhớ ra căn nhà của ông Thập đang bốc cháy nghi ngút. Thế là cô tất tả cầm chiếc đèn lồng tới để thắp lửa. Căn nhà nhỏ đã cháy gần hết. Giường cột trong nhà đổ ụp xuống tạo thành một đống tro tàn khổng lồ màu đen kịt. Từ phía xa xa, cô thiếu nữ đã nhìn thấy thấp thoáng có bóng người được đứng bên cạnh cây đào cổ thụ trong sân nhà ông Thập. Đoán rằng người làng đến đó để hóng chuyện, cô lững thững bước tới. Vừa mới đến nơi, cô sững người khi nhận ra những bóng người đó đang treo lủng lẳng trên cành cây vươn dài. Hai người đàn ông treo cùng một cành, người đàn bà thì treo cổ ở cây bên cạnh. Trên cổ mỗi người là một con rắn nằm im lìm, để lộ lớp da thịt bị thương trắng ẩn. Cô thiếu nữ hoảng hồn ngã phịch xuống đất
miệng thì gào thất thanh. Bớ, bớ làng nước ơi, có người chết, lại có người chết rồi. Mấy người sống gần đó chạy vội vàng ra. Có người đương ngủ, mắt nhắm mắt mở, cũng vội áo tới mà hỏi dồn. Đâu, đâu, đứa nào chết, có phải con Thập không? Cô Chiêm, cậu Đức đương ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng hét thì vội vàng chạy tới. Mọi người nhào tới căn nhà đương phát hỏa để xem cho kỹ. Căn nhà không còn cháy, nhưng bốc khói nghi ngút. Trên hai cây đào cổ thụ, người ta thấy có ba người nhà thằng Vẹt bị chết còng queo. Cổ bị treo dựng đứng lên. Trên cổ có ba con rắn ba màu quấn chặt. Thằng Vẹt bị con rắn đỏ, bà mẹ bị con rắn vàng, còn ông bố bị con rắn màu xanh thít đến nghẹn cổ. Điều đáng sợ nhất, dưới chân họ không phải là ba chiếc ghế để dùng khi treo cổ, mà là ba vũng máu đã đông thành tảng như bát tiết canh mà người làng vẫn ăn khi giết lợn. Cô thiếu nữ kia run run chỉ vào mấy vũng máu linh láng dưới đất. Không phải, không phải họ tự vẫn đâu, mà là họ bị chảy máu đến chết. Người làng im phăng phắc, ngay cả mấy người đàn bà đành hanh nhất dường như cũng á khẩu. Cậu Đức thì bạo gan, liền đi vòng ra phía sau, im lặng quan sát đến cái xác. Ngay giữa lưng của gia đình nhà thằng Vẹt có một vết khắc thật sâu trên da thịt. Vừa trông thấy vết khắc, cậu Đức hoảng hồn, gương mặt không còn một giọt máu. Người làng sốt ruột bèn hỏi dồn dập. Sao đây, có cái gì? Cậu Đức im lặng không đáp. Cậu khẽ để cái xác của thằng Vẹt quay lại cho người làng nhìn rõ. Dưới ánh sáng âm u của một buổi chiều mùa xuân ảm đạm, người ta nhìn rõ giữa lưng của cả ba người nhà thằng Vẹt đều có một chữ Thập đỏ lòm. Mấy người đàn bà gào lên rồi bỏ chạy tán loạn. Có người chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất. Máu từ chữ Thập trên lưng rỉ ra, nhưng bị hơi lạnh làm cho đông lại, vô tình khiến vết cắt càng trở nên nổi bật, hệt như câu đối mà cụ Khảm và ông Đồ Lam từng viết ngày nào. Lúc này gần như cả làng đều đã tề tựu đông đủ, chỉ trừ những đứa trẻ ngơ ngẩn điên điên dại dại ở nhà. Người ta không còn giữ được dáng vẻ bàng quan như lúc trước nữa, cũng chẳng thể nào bàn tán coi quỷ sự trước mắt chẳng phải chuyện của mình. Họ lo âu thấp thỏm, dù gì với nhau, như sợ ai nghe thấy. Cụ Khảm nghe được tin bèn vội vã tới nơi. Cụ giật mình kinh ngạc vì ba cái xác chết trên cây đào cổ thụ. Cụ nghiêm giọng. Ai phát hiện ra mấy người này? Cô thiếu nữ kia vội vã khoanh tay rồi nức nở. Bẩm cụ, là con ạ. Con đến để nhóm lửa, nào ngờ vừa đến nơi thì đã thấy như thế này. Cụ Khảm nhíu mày. Có thấy ai khác nữa hay không? Bẩm cụ, con không thấy. Cụ Khảm nhìn gương mặt thất thần lo âu của những người xung quanh mình, rồi lại chăm chú nhìn vết cắt trên mấy cái xác. Thấy cụ trầm ngâm, một người đàn ông lực lưỡng khẽ hỏi. Bẩm cụ, có khi nào kẻ hại người làng ta là ma không? Cụ Khảm cười lạnh. Ma thì cùng lắm là chỉ dọa thôi, hoặc nhập vào người ta để khiến người ta tự tử. Kẻ hại làng này ấy, có thể sai khiến được tà ma nữa, lại dày công sắp xếp thứ tự mọi chuyện. Quả đúng là khiến cho người ta không thể không ghê sợ. Mọi người im lặng không biết nói gì thêm. Lúc bấy giờ cô Chiêm mới thấp giọng. Bẩm cụ, con thấy dù kẻ hại làng ta là ma hay là người thì hắn đang dần dần thay đổi ý định rồi. Vừa nghe cô Chiêm nói, cụ Khảm giật mình hỏi lại. Ý cháu là sao? Thấy cô Chiêm nói chuyện lạ đời, người làng đổ dồn ánh mắt nhìn cô đầy dò xét. Cô phất lờ rồi nói. Cái chết đầu tiên của làng ta là con bé Hạch bạn cháu. Nó bị cá chép ăn hết nội tạng. Sau đó là ông Võ Tòng bị nướng chín. Ông Đồ Lam bị chặt hết phần thân dưới. Những cái chết ban đầu là để uy hiếp chúng ta. Còn những cái chết sau này, đặc biệt là cái chết của ông Mục Đồng, gia đình nhà thằng Vẹt nữa, thì... Cụ Khảm sốt ruột. Thì làm sao? Cô Chiêm hít một hơi thật sâu, rồi nhìn xung quanh người làng và nói rành rọt. Những cái chết sau này có dấu hiệu để lại, chứng tỏ kẻ tà ma đó không còn muốn giấu giếm thân phận thực của mình nữa, mà hắn sắp ngả bài với chúng ta rồi. Những lời nói của cô Chiêm khiến cụ Khảm như bừng tỉnh cả người. Toàn thân cụ run rẩy hệt như kẻ bị động kinh. Đúng, đích thực là như vậy. Tại sao mình lại không nghĩ ra điều này sớm hơn cơ chứ? Cụ Khảm nghĩ trong đầu. Thấy cụ kích động, ông bà Tư vội chạy lại đỡ cụ, rồi khẽ mắng cô Chiêm.
Cái con bé này, sao cháu lại làm cho một cụ già sợ đến như thế? Cháu mất trí rồi à? Người trong làng nghe một già một trẻ nói chuyện, tuy không hiểu toàn bộ câu chuyện, nhưng cũng ngờ ngợ rằng uẩn tình sau những cái chết không hề đơn giản. Ấy vậy mà người ta lại nghĩ người có trí tuệ sâu rộng như cụ Khảm mà cũng không ngờ tới. Sao một con bé vắt mũi chưa sạch lại có thể phán đoán được? Có lẽ nào... Cô thiếu nữ lỡ thì chỉ thẳng mặt cô Chiêm rồi quát. Sao mày lại biết rõ như thế? Có phải chính mày là kẻ gây ra họa phải không? Nói ngay. Cô Chiêm cười giễu. Nếu tôi mà là người gây ra nghiệp ác này thì tôi sẽ giết nhà thị đầu tiên. Bị đòn đáp trả, cô thiếu nữ kia tức đến run cả người. Cô ả toan nói gì thì từ đằng sau có một người đàn bà tóc xõa rũ rượi tất tả chạy đến gào khóc. Ôi bà con ơi, bọn trẻ con nó lại mất tích hết rồi, không thấy một đứa nào nữa cả. Người trong làng cả kinh, họ nhốn nháo chạy về nhà để tìm con mình. Những người mẹ òa khóc kinh hãi. Cụ Khảm mặt tái mét không còn giọt máu. Cụ tất tả đi theo đám đông để xem xét sự tình. Từ sau khi lũ trẻ trong làng trở nên điên dại, người làng đã thống nhất cho chúng tập trung lại một chỗ để tiện chăm sóc. Cứ mỗi ngày làng sẽ cử ra hai người đàn bà đến chăm nom. Những căn nhà có thể lưu trú được trong làng cũng chẳng còn lại là bao. Nhà ông Đồ Lam cách biệt hẳn với làng lại từng xảy ra ám mạng đầy máu me. Nhà lão Mục Đồng thì âm u, phủ đầy hơi lạnh của loài rắn. Đáng lý nhà ông Thập cũng được chọn, nhưng người làng lại thiêu rụi nó để trừ họa hại. Bàn tới bàn lui, người ta chỉ còn cách chọn căn nhà cũ kỹ của mẹ con thằng Đậu năm xưa. Có lẽ vì họ cho rằng mẹ con thằng Đậu có cái chết bình thường nhất, cho nên ở đó chẳng thể nào xảy ra chuyện gì. Ấy vậy mà người làng kéo đến nhà mẹ con thằng Đậu rất đông. Một vài người gào khóc gọi tên con, chạy bổ ra khu vườn phía bên hông nhà để lùng sục. Hai người đàn bà được cắt cử trông nom hôm nay khóc tức tưởi phân trần. Họ kể rằng lũ trẻ con vốn dĩ đã điên dại, chẳng thể nào theo quy củ như bình thường. Cứ đến chính ngọ, người ta sẽ phát cho mỗi đứa nhỏ một ít cơm nước rồi để chúng tự ăn. Bình thường chúng vẫn tha thẩn chơi trong sân trong vườn. Chỉ cần nghe thấy tiếng mõ gỗ kêu lanh lảnh là chúng biết sẽ có thứ gì đó ăn, cho nên sẽ bỏ về ngay. Nào ngờ hôm nay mấy người đàn bà đợi mãi mà chẳng thấy đứa nào xuất hiện. Mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Linh tính có chuyện chẳng lành, họ vội vã bổ đi tìm, nhưng bọn trẻ vẫn bặt vô âm tín. Biết không giấu nổi, mấy người đàn bà mới sợ hãi mà vội đi báo tin cho mọi người được biết. Cụ Khảm nghe câu chuyện mà lạnh cả người. Cơn xúc động dâng lên khiến tim cụ như có ai bóp nghẹt. Cụ hò rũ rượi, toàn thân lạnh ngắt. Người trong làng ái ngại nhìn cụ. Có ai đó rụt rùi khóc than. Rõ khổ, không biết kiếp trước đã gây ra tội nghiệp gì mà kiếp này quả báo thê thảm đến thế. Đứng lúc mọi người hoang mang không biết phải làm gì thì một giọng cười the thé vang lên, xen lẫn với tiếng một lũ trẻ con đọc vè. Ve vẻ vè ve, làng này chết hết, cho chúng tao cả mừng. Mọi người giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng động lạ. Tiết trời lúc chạng vạng tối ở làng địa ngục đến là thê lương. Chẳng có ánh đèn cầy, chẳng có mùi thức ăn nhà ai nấu thơm lừng. Chỉ có tiếng khóc sụt sịt, tiếng cười khênh khạch và tiếng trẻ con đọc vè vang lên trong không gian rợn ngập. Trên cành cây, trước ngõ nhà mẹ con thằng Đậu, thị Lam vừa ôm con hình nhân mặc áo đỏ, vừa ngồi đung đưa, trong mắt đỏ lòm như người làng đầy đắc chí. Mấy đứa con thị thì ngồi bên cành cây còn lại, mặt đứa nào cũng dính đầy bùn đất, hai chiếc răng nanh mọc dài đến ngang ngực. Chiếc răng to quá khổ cọ vào môi khiến giọng nói của chúng rít lên thé thé. Ve vẻ vè ve, làng này chết hết, cho chúng tao cả mừng. Người làng cả kinh, ngay cả cậu Đức bạo gan nhất làng vừa trông thấy cảnh tượng ấy cũng dập mình mà lùi lại mấy bước. Cái Tí, thằng Tũn, thằng Tèo và đứa nhỏ nhất nhà thị Lam không để ý đến việc người làng đương hoảng hốt nhìn mình. Chúng lúc lắc cái đầu rồi lại ngân nga bài vè ma quái. Thị Lam nhìn gương mặt hoang mang của người làng, thị liền bật cười khanh khách. Tìm con à? Có phải đương tìm con chúng mày không? Tao biết đấy, tao biết, nhưng mà tao không chỉ cho đâu. Người làng thấy thị Lam cười cười nói, nhưng không ai dám ho he. Nhất thời không ai dám lên tiếng. Cụ Khảm lúc này đã vơi bớt cơn xúc động. Cụ run run nói với thị: Mợ Lam à, mợ sống khôn thắc thiêng,
mợ thương tình nói cho chúng tôi được biết cái lũ trẻ con đường ở đâu. Trời lạnh thế này, để chúng ở ngoài không khéo là chết hết. Thị Lam cười khúc khích. Bọn nó không lạnh đâu, xung quanh chúng không có lạnh đâu. Cụ Khảm kiên nhẫn nói. Người làng này có lỗi với mợ, với các con của mợ. Chúng tôi xin nhận sự trừng phạt. Nhưng mà trẻ con vô tội, mợ thương tình. Thị Lam không cười nữa. Thị lạnh nhạt nhìn những người còn sống sờ sờ dưới chân mình. Đoạn thị lấy con hình nhân áo đỏ ra ngắm nghía, rồi áp cơ mặt nó vào tai mình như thể nghe nó nói chuyện. Nhân khẩu trong làng không quá đông, nhưng cũng không hề ít. Hơn 100 người im phăng phắc, nhìn rõ mồn một mấy cái vong hồn. Hay nói đúng hơn là mấy cái xác chết ngũng ngoắc ngồi trên cây. Khung cảnh ấy mới nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Cơn gió lạnh lại ùa tới, bầy đom đóm bay qua bay lại như chờ đợi một thứ gì. Chừng một tích tắc sau, con hình nhân nở như nở một nụ cười sắt khí. Thị Lam hí hửng nói với dân làng. Lũ trẻ con đang ngồi kiệu, cái kiệu màu đỏ rực ấy. Ôi chà, kiệu đẹp lắm nhé, làm bằng gỗ hẳn hoi. Thị vừa nói xong vừa cười phá lên thích thú. Thị toàn thoát nhảy phốc từ cành cây cao vút xuống đất. Chân thị chạy bình bịch, mấy đứa con thị cũng bám theo. Thị vừa chạy vừa nhảy chân sáo, vừa hát bài vè nguyên rủa làng đến chết. Người làng không ai bảo ai, vội vã chạy theo thị. Ngẫm lại cũng thực quỷ dị, cả đám người sống lục tục bám theo vài cái xác chết biết đi. Tiếng bước chân người, tiếng cười khe khé hòa với tiếng chim lợn kêu trong đêm. Mấy ngọn đuốc sáng lập lòe và người ta cầm theo, nhìn từ xa chẳng khác nào ma chơi ngoài nghĩa địa. Vạt rừng nơi có mấy cây gỗ vàng tâm nằm kế bên bãi tha ma của làng địa ngục hiện ra trước mắt. Gỗ vàng tâm vốn có hương thơm nên có nhiều âm khí. Người Đại Việt không có tục trữ quan tài trong nhà như người phương Bắc. Đối với người dân nơi đây, họ chỉ dám xẻ gỗ rồi đóng ván quan tài đơn giản, sau đó vết lớp sơn màu đỏ lên trên. Khi đã hoàn thành, họ lại phủ thật nhiều lá cây tán rộng lên trên để che chắn cho chiếc quan tài khỏi mưa gió. Quả thật, nếu nhìn từ xa, mấy chiếc quan tài đỏ ấy, trông hệt như những chiếc kiệu dành cho kẻ quyền thế. Tiếng cười man dại của Thị Lam và bài vè của lũ trẻ con vẫn vọng lại từ phía trước. Thế nhưng chẳng ai thấy mẹ con thị đâu. Sự chú ý của người làng khi ấy đổ dồn vào những chiếc quan tài đỏ rực phía trước. Không rõ ai đã mang những chiếc quan tài ấy ra mà xếp lộn xộn trên mặt đất. Bọn trẻ con thì đương ở hết nơi đây. Lũ trẻ mắt nhắm nghiền, mồm méo xẹt qua một bên như khóc. Thê thảm nhất, những chiếc quan tài ấy đương bốc cháy. Lửa cháy ngùn ngụt, quan tài sơn đỏ như những chiếc hỏa xa được kẻ tội nhân vào trong địa ngục. Cả trăm người gào lên phẫn uất. Có vài người nhào tới để cứu mấy đứa trẻ đương ngủ say. Điều quái lạ là ngọn lửa chỉ dừng lại ở mép quan tài, chứ không bắt vào áo quần mấy đứa nhỏ. Còn nước còn tát, quá nửa những người trong làng nháo nhào tới cứu bọn trẻ. Giây phút người trong làng vừa tới gần mấy chiếc kiệu đỏ khổng lồ ấy, cụ Khảm chợt nhớ thấy hình ảnh con hình nhân thế mạng và Thị Lam đứng đối diện nở nụ cười đầy sát khí. Cụ gào lên, đừng lại gần, bẫy đây. Nhưng không kịp nữa rồi. Đám người lớn vừa chạm vào mấy đứa trẻ, lập tức toàn thân họ bắt đầu bốc lửa cháy phừng phừng. Tất cả tạo thành một đống lửa khổng lồ, hệt như địa ngục hỏa xa trong truyền thuyết. Tiếng hét, tiếng gào rú vang vọng khắp rừng. Mùi thịt bị nướng cháy bốc ra nồng nặc. Những người làng chứng kiến gào lên khiếp đảm. Người ta muốn chạy lại gần nhưng không dám. Kiệu đỏ, lửa cháy rừng rực thiêu đốt người ra thành tro. Cảnh tượng hỏa xa đương bày ra trước mắt. Cơn xúc động lần thứ hai khiến tim cụ Khảm đau đến quằn quại. Cụ ngất đi trong tay ông Tư. Trước khi liệm dần, cụ nhìn thấy có hai con quỷ mắt đỏ đuôi dài, toàn thân đỏ rực, đứng rừng rưng nhìn đám cháy trước mặt. Phải đến hai canh giờ sau, đám cháy mới vơi bớt đi. Người làng có người khóc khàn cả cổ, có người ngất lịm đi. Đêm hôm ấy, một nửa số dân làng đã vong mạng. Chuyện kinh dị Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang, giọng đọc Tả Từ, Bí ẩn Radio. Hồi thứ 18, cả làng chết hết. Ngọn lửa cháy vừng vừng thiêu rụi mấy chục người.
bao gồm cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Lửa cháy xém trên da thịt khiến cho tất cả như biến thành những ngọn đuốc khổng lồ. Mùi thịt người hòa quyện với mùi gỗ vàng tâm tạo thành một thứ hỗn tạp, vừa ngay ngái tanh tanh, vừa nồng đến lợm giọng. Tiếng gào thét đau đớn của nạn nhân, tiếng kêu khiếp đảm của những người chứng kiến, tiếng hắt về lanh lảnh của lũ trẻ con từ xa vọng lại. Ve vẻ vè ve, cả làng chết hết, chúng tao cả mừng. Tất cả âm thanh hỗn độn ấy hòa vào với nhau, vang vọng khắp núi rừng, vượt qua những con dốc trùng trùng điệp điệp. Người miền xuôi sống ở dưới chân núi, người miền ngược sống ở những dạng núi khuất xa cũng nghe thấy. Dù chẳng thể rõ ràng, nhưng cũng đủ khiến cho những kẻ cứng bóng vía nhất cũng phải lạnh cả người. Không khí trong làng lúc ấy đương căng thẳng. Người ta hò nhau chạy ra bờ suối gần đó để xách nước. Không ai mang chum vại để đựng. Họ luống cuống chạy về nhà tìm kiếm để ứng cứu. Cha con nhà cậu Đức, ông Tư, bà Tư cùng hàng loạt người khác đều vắt chân lên cổ mà chạy đua với thời gian, những mong có thể cứu được người nào hay người nấy. Điều quái dị ở chỗ, ngọn lửa xuất hiện đột ngột từ giữa không trung lại có thể thiêu rụi người ta chỉ trong nháy mắt. Người làng xoay sở mãi cũng mang được nước đến nơi. Thế nhưng càng đổ nước vào thì ngọn lửa lại càng bùng cháy dữ dội hơn trước. Những người già cả chứng kiến cảnh tượng đó đều ngất đi tỉnh lại mấy lần. Đám thanh niên trai tráng cuối cùng không thể ngăn được ngọn lửa quá mạnh, nhìn nhau lắc đầu rồi buông thõng mấy chiếc vại trên tay. Ai nấy đều đầm đìa mồ hôi. Nhiều gã trai làng còn bật khóc nức nở. Ngay cả người cứng cỏi gan lì như cậu Đức cũng quỳ xuống dưới mặt đất nóng bỏng, đôi mắt đỏ hoe nhìn những người trước mắt dần dần trở thành than muội. Trời tờ mờ sáng, nhưng người làng chẳng ai muốn về. Họ thất thần nhìn lớp tro tàn trước mặt vẫn còn đương bốc khói nghi ngút. Một cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài bờ suối thổi vào, khiến lớp tro tàn quấn bay nhẹ nhẹ. Chỉ mới vài canh giờ trước đây còn là người đương sống sờ sờ, vậy mà nay chẳng thể nào phân biệt được ai với ai. Tất cả đều đã hóa ra tro, ngay cả một màu xương vụn cũng chẳng còn. Cụ Khảm run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng chống gậy để lại gần đám tro tàn trước mặt. Hai mắt cụ đỏ hoe mờ dần đi vì nước mắt. Cụ cúi xuống bốc một lớp tro đen kịt rồi lại thả cho nó bay theo trong gió. Cụ khẽ hỏi cha con nhà cậu Đức: chết bao nhiêu người? Cậu Đức ngoảnh nhìn những người còn sống sót, khẽ nhẩm đếm. Bà Tư thấy cha chồng như vậy liền cất ngang lời cậu Đức: đừng, nói ra giờ không tiện đâu. Cụ Khảm đập cây gậy trúc xuống đất rồi sẵn giọng: ta bảo nói. Thấy thái độ của cha chồng, bà Tư hoảng sợ không dám ngăn cản thêm. Cậu Đức nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi rụt rè thưa: bẩm cụ, làng ta cả thầy có 193 người. Từ Tết cúng ông Táo tới giờ, làng ta có tới 10 người chết, lại thêm vợ chồng ông Thập không biết ở đâu, là mất 12 người. Vừa nãy con đếm ở đây chỉ còn khoảng 91 người, nghĩa là đêm qua làng ta có khoảng 90 người bị lửa thiêu, thiêu chết. Cậu Đức chưa kịp dứt lời, những người còn lại trong làng đã òa lên khóc. Tiếng khóc lớn đến nỗi làm bầy chim làm tổ trên ngọn cây cao vút ở đằng xa cũng phải giật mình. Cụ Khảm quay lại nhìn những người còn lại ít ỏi trong làng. Phần đông đều là những người già cả, một số khác lại là đám thanh niên chưa vợ chưa chồng. Số người chết hôm qua đều là những kẻ làm cha mẹ chết cùng với con cái của chính mình. Trong lòng cụ Khảm trào dâng những nỗi nghi ngờ rất khó diễn tả. Người xưa khi gây chiến sự đều phải nhằm vào đám người già trẻ nhỏ cho dễ bề khống chế, sau đó mới trực tiếp đối đầu với đám thanh niên trai tráng. Cụ không thể hiểu vì sao kẻ tà ma quái ác nào đã gây họa ở đây lại hành xử lạ đời đến thế. Chẳng lẽ quỷ sự sẽ còn tiếp diễn cho đến khi nào dân trong làng tuyệt diệt mới thôi? Người mang hận thù sâu nặng như vậy, liệu còn có ai ngoài cái đó? Vừa mới nghĩ đến thôi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cụ. Đích thị là cái đó chứ chẳng phải ai. Năm xưa băng cướp gây ra tội nghiệt chỉ để một người duy nhất trốn thoát. Nếu như vợ của lão thương gia tơ lụa năm xưa có thể thoát đại nạn, lại thuận lợi sinh đứa trẻ ra, vậy thì tính đến nay đứa nhỏ đó cũng sấp xỉ hơn bát tuần. Mặc dù chưa từng gặp mặt đứa nhỏ trong bụng người đàn bà, nhưng chứng kiến những gì nó gây ra
Cũng có thể thấy đầu óc của đứa nhỏ này thật thâm sâu khó lường. Cụ bàng hoàng nhớ lại chuyện đêm qua. Trước khi ngất đi, còn kịp nhìn thấy bóng dáng hai con quỷ mắt đỏ, đuôi dài, toàn thân đỏ rực, đứng nhìn chằm chằm đống người bị bốc cháy phía trước. Cơn gió lạnh khiến cho cụ như bừng tỉnh. Cụ nhớ ra sau lưng hai con quỷ ấy còn có bóng dáng một người đàn bà có mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Lẽ nào lại là thị ta? Đừng nghĩ đến đó, giọng nói của ông Tư trôi đến bên tai cụ. Bẩm thầy, trời sắp sáng rồi. Nghe tiết trời thế này, khéo có khi lát nữa mưa to thầy ạ. Chúng con xin phép được dọn dẹp cho cốt của người làng ta. Chứ cứ như thế này thì... Cụ Khảm lặng lẽ gật đầu. Cụ thở dài rồi lặng im nhìn người ta đào một cái hố lớn để đặt chiếc tiểu sành chôn ở đó. Gần trăm mạng người chết rụi, không còn nhìn rõ được mảnh xương nào, dù là nhỏ nhất. Những người còn lại nhìn nhau đầy uẩn tình. Bố cô Chiêm chép miệng khẽ nói. Chẳng hiểu lửa gì mà cháy kinh khủng đến thế. Chẳng hiểu cái lửa gì mà nó cháy kinh khủng thế. Thiêu rụi hết cả người lẫn mấy cái chiếc quan tài gỗ. Không một ai trả lời câu hỏi bâng quơ ấy. Sự việc đêm hôm qua dường như đã giáng một đòn nặng nề vào người làng, đến nỗi không còn ai có thể tỏ ra bình thường được. Họ chỉ lặng lẽ gom lại từng mảng tro vừa đen vừa nặng. Chẳng ai biết rằng trong lòng cụ Khảm cũng đang suy nghĩ về điều quái dị ấy. Người sống lâu năm trong núi rừng đều biết, gỗ vàng tâm gặp lửa thì ít cháy, gặp nước không mục. Chưa kể tới việc có mùi thơm thoang thoảng nên được quan lại và quý tộc trong kinh thành lựa chọn làm quan tài thay cho gỗ ngọc am. Trận hỏa hoạn đột ngột bùng lên đêm qua chỉ vỏn vẹn diễn ra trong khoảng 2 canh giờ mà có thể biến cả người sống lẫn đống quan tài thành tro bụi, thật khiến cho người ta không thể không nghi ngờ. Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu của cụ Khảm. Lẽ nào thứ lửa thiêu kỳ lạ đó lại là lửa từ địa ngục? Giá như đây là ngày thường, hẳn là cụ sẽ thầm cười nhạo, cho rằng bản thân mình đã lẩm cẩm mất rồi. Nhưng gần trăm người ở làng chết quá kỳ lạ. Có khi nào mẹ con người đàn bà trốn thoát năm xưa đã mang lửa từ chốn âm tào địa phủ đến để đòi món nợ máu? Điều đó có thể lý giải vì sao cụ Khảm lại nhìn thấy bóng dáng của hai con quỷ mắt đỏ rực đứng rừng rưng nhìn đống lửa cháy. Phải chăng chúng là quỷ sai ở chốn âm ti? Dân Đại Việt từ xưa vốn đã coi trọng chuyện an táng của người quá cố. Người làng địa ngục cũng không ngoại lệ. Cho cốt của người chết, đặc biệt là người bị thiêu sống, rất khác so với những thứ tro bụi mà kẻ người trần mắt đục trông thấy từng ngày. Đầu tiên là mùi tro cốt hơi hăng hắc. Ấy là do lẫm máu, tủy, thịt và mỡ mà tạo thành. Những kẻ có thân hình đẫy đà, phỏng như bị thiêu sống thì còn tỏa ra mùi khó chịu hơn gấp rất nhiều lần. Ấy là do mỡ từ trong cơ thể rỉ ra ngoài. Tiếp đến là nơi vong mạng của những người bị thiêu sống cũng xuất hiện nhiều quỷ sự. Người ta bảo rằng những mảnh đất từng xảy ra trận chém giết mưa máu gió tanh vốn dĩ đã độc rồi, nhưng vẫn chưa thể so bì với những nơi có người ta bốc cháy cho tới chết. Mảnh đất ở đó không thể trồng được bất cứ loài cây gì nữa. Trong phạm vi mấy dặm xung quanh, cây cối cũng bị khô héo rồi chết rất nhanh. Phàm những ai vô tình dựng nhà trên những nơi đó, nếu không bị chết vì hỏa hoạn thì cũng chết bất đắc kỳ tử. Dân gian truyền tụng rằng quỷ sự ấy xuất hiện là do hồn phách của người bị thiêu sống không chịu nổi ngọn lửa ra quét lên thân người nên vội vã rời khỏi xác. Đến khi xác chết bị cháy đen không thể nhận ra, hồn phách chẳng còn nơi trú ngụ nên chỉ quanh quẩn ở nơi mà mình đã chết. Chính điều đó biến nơi đây thành một huyệt địa cực độc đối với con người và cây cỏ. Giờ Tị ba khắc, người làng mới dọn xong đống tro cốt dày thành từng tảng. Một thảm cỏ rộng lớn xanh mơn mởn đã bị thiêu trụi hết. Đến lúc này thì bỗng dưng phát sinh ra một vấn đề. Ấy là không kiếm đủ tiểu sành để đựng tro cốt của người đã khuất. Có người đánh bạo hỏi. Hay là làng ta cứ chôn xuống đất, không phải đặt trong tiểu sành nữa? Thế nhưng người ấy chưa kịp nói hết câu, cụ Khảm đã sẵn giọng. Như thế thì còn ra thể thống gì? Họ là quyến thuộc với chúng ta. Khi sống đã phải chịu cảnh chui lủi, khi chết lại bi thảm đau đớn. Bây giờ bị táng xuống đất chẳng khác nào phân của súc vật. Thử hỏi sao mà chịu được. Nghe cụ Khảm nói, không ai còn dám nói thêm nửa lời. Họ đành chia nhau đi vào nhà của từng người trong làng, kiếm được cái chum hay vại lớn nào có thể đựng kín là mang tới. Xem như những người ở lại cũng đã hết tình hết nghĩa. Chính ngọ vừa điểm, người trong làng tập hợp cơ man nào là vại tóc, bổ đựng lúa, thậm chí ngay cả chiếc nậm rượu cũng đưa tới.
Trời mùa xuân nhưng không khí lạnh đến cực điểm. Hố lớn hố nhỏ được trai làng đào ngay trên khu đất từng đặt mấy cái chiếc quan tài vàng tâm màu đỏ. Khoảng cách từ đó tới khu đất nơi mà dân làng đã từng chôn sống mấy mẹ con Thị Lam cũng chỉ hơn chục bước chân, cũng có thể coi như cùng một chỗ. Ngẫm lại cái lời nguyền rủa của Thị Lam trước khi chết rằng sẽ quay lại bắt hết lũ trẻ con trong làng để cùng xuống Hoàng Tuyền vui vẻ với con Thị, xem chừng đã thành sự thật. Thực đúng là oán nghiệt. Ông Thập nằm bất động trong một hang đá. Những hình ảnh ùa vào tâm trí ông trong cơn mộng mị. Ông thấy chính bản thân mình tìm thấy chiếc vòng vàng trên bộ xương. Ông thấy ai đó từng uống bát thuốc lạnh ngắt. Thế rồi hình ảnh ấy nhòe đi. Ông lại nhìn thấy con bé Hạch, nhà ông bà Tư, tập tễnh ôm chậu sành đựng cá chép đi ngang qua nhà ông trong trời mưa tầm tã. Rồi hình ảnh của lão Võ Tòng hăm hở ôm một đống củi băng ngang qua con suối, bất chợt gặp một người mặc áo trắng. Hình ảnh ông Đồ Lam hùng hổ đến nhà mẹ con thằng Đậu. Thế rồi lại gặp một người phụ nữ tóc dài buông thõng xuống ngang lưng. Ông Đồ u ớ nói câu gì đó, rồi lập tức bị kẻ đó dùng dao đoạt mạng. Sau đó chặt phần hạ bộ của ông ta ra làm ba. À, đàn bà tóc dài đó chặt xong bèn cười nhạt một tiếng. Lúc này ông mới nghe thấy giọng Thị thì thầm: "Thứ lỗi cho tao, hạ bộ này sao lại có thể sinh nhiều con như thế? Không chặt thì lòng tao quả thật không yên." Tiếng ả cười khiến cho ông Thập choáng váng đầu óc. Ông cố chạy theo để nhìn rõ gương mặt Thị. Khi Thị quay lại, ông bàng hoàng nhận ra người đó là ai. Tại sao lại có thể như thế? Ông giật mình bước hững chân. Đúng lúc đó, ông choàng tỉnh dậy. Không rõ ông Thập và Tam Quỷ đã bất tỉnh bao lâu. Chỉ biết rằng khi ông Thập mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trong một hang đá tối thui, ẩm ướt. Ông giật mình bật dậy, mình mẩy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sau lưng áo của ông đã rách bươm, be bét máu, mùi tanh tanh vẫn thoảng qua mũi. Cảm giác sự sống vẫn còn tràn ngập trong cơ thể ông. Ông vừa mừng lại vừa lo. Xem ra con sói lửa khi nãy mới chỉ tha ông về hang chứ chưa muốn ăn thịt. Vậy là còn hy vọng sống sót rồi trốn thoát ra khỏi nơi đây. Giấc mơ khi nãy khiến ông còn đương run rẩy, nhưng ông cố gạt nó ra khỏi tâm trí. Ông khẽ nhìn xung quanh để đôi mắt quen dần với bóng tối. Mọi thứ xung quanh vắng lặng đến đáng sợ. Ngay cả tiếng đập cánh của một con rơi cũng không có. Thỉnh thoảng ông nghe được từ đâu đó tiếng thở rất khẽ của người nào đó, rồi cả tiếng nhỏ giọt vào phiến đá lâu lâu lại vang lên một nhịp. Ông mò mẫm xung quanh một lúc thì thấy Tam Quỷ nằm một khóc cách đó không xa. Gương mặt của gã úp xuống nền đá lạnh lẽo, trông giống hệt như một cái xác chết trôi. Toàn thân đau đến kinh hoàng khiến ông Thập không thể nào di chuyển. Ông vừa đại một hòn đá trên mặt đất rồi ném vào Tam Quỷ. Gã vẫn im lìm không động tĩnh. Ông Thập lại ném một hòn đá to hơn trúng thẳng vào đầu. Tam Quỷ bị cơn đau làm cho đánh thức. Gã giật mình rồi ôm đầu theo phản xạ, miệng lào bào chửi rủa mấy câu. Thấy Tam Quỷ tỉnh lại, ông Thập cả mừng khẽ gọi hỏi: "Bác Tam, bác Tam, dậy mau!" Tam Quỷ ú ớ vài câu rồi giật mình nhổm dậy. Bốn bề xung quanh tối tăm khiến gã nhất thời cảm thấy hoảng sợ. Ông Thập thì thào: "Này, đừng có làm ồn. Ở trong hang không được làm ồn, kẻo đánh thức bầy rơi." Nhận ra tiếng của ông Thập, Tam Quỷ ngỡ ngàng: "Bác Thập đây à? Tôi với bác chưa chết sao? Tôi nhớ mình bị sói tấn công kia mà." Ông Thập hạ giọng thì thào: "Khẽ khẽ thôi, đánh động thứ gì đó thì nguy. Bác có bò qua đây được không?" Tam Quỷ lóng ngóng căng mắt mò mẫm trong bóng tối. Dường như nơi này rất sâu, chẳng thể nào nghe được tiếng động bên ngoài. Khoảng cách giữa hai người đàn ông thực ra không nhiều, nhưng phải lết tấm thân cao lớn khiến cho Tam Quỷ di chuyển khá khó khăn. Khi đã tới chỗ ông Thập, gã mới thấp giọng hỏi: "Chúng ta đương ở đâu đây? Bác có bị thương không?" Ông Thập trả lời: "Tôi bị chật mắt cả chân thôi, còn lại đều vô sự. Này, bác có ngửi thấy cái mùi máu tanh không?" Tam Quỷ khịt mũi một cái, nhẹ nhẹ lắc đầu: "Chỉ ngửi thấy cái mùi máu trên người thôi, còn cái mùi máu tanh hôi thối như lúc trước thì không thấy gì cả." Tam Quỷ vừa xác nhận, vừa cầm cổ chân vặn nhẹ vào khớp kêu róc một tiếng thật nhẹ. Ông Thập thở phào một tiếng, cơn đau đương giày vò ông bỗng dưng dịu lại. Ông Thập ngẫm nghĩ
Có thể con sói không ở trong hang, nếu không thì cả ông và tam quỷ sẽ phát hiện ra mùi hôi thối tanh tưởi trên người nó. Giây phút ấy, trong lòng ông Tập dấy lên một niềm nghi hoặc. Chó sói dù rằng có ăn tươi nuốt sống thì cũng không thể nào hôi tanh đến thế, ngay cả khi nó là giống sói lửa huyền thoại của núi rừng Tây Bắc Đại Việt. Thế nhưng lúc này chẳng phải là lúc để nghĩ vẩn vơ. Ông gắng hết sức đứng dậy, khẽ xoa một ít nước miếng vào ngón tay, rồi đưa ra trước mặt. Đây là cách xác định hướng gió từ xưa của người Việt cổ. Bản thân ông được cha mình dạy khi vừa mới lên năm, không ngờ hôm nay lại đắc dụng. Thấy hướng gió thời ở bên hữu, ông khẽ ra hiệu cho tam quỷ đi về hướng đó. Gã đi đằng trước, ông bám sát phía sau. Lòng hang không quá rộng, nhưng lại sâu hun hút. Càng đi, cả hai càng nghe thấy tiếng nước rơi tí tách trên phiến đá. Làn gió thổi vào mỗi lúc một mạnh hơn. Ánh sáng lấp ló từ ngách nhỏ phía xa, khiến cả hai mừng rỡ. Mùi hôi thối vẫn không xuất hiện, khiến cho hy vọng sống còn như đầy thêm một chút. Giây phút vừa bước chân ra khỏi ngách đá nhỏ, ông Tập choáng váng tới xây sầm mặt mày. Tam quỷ bước xuống trước, thấy ông ngập ngừng, liền quay lại thì thào hỏi. Kìa, bác Tập, bác làm sao đây? Ông Tập im lặng không đáp, chỉ chân chân nhìn quang cảnh xung quanh. Cái hốc đá phủ kín bởi dây leo dày đặc, miệng giếng trời nho nhỏ ở tít trên cao cắt ngang qua mảnh nước ngầm gần khô kiệt, khắp nơi lổn nhổn đất đá. Ông Tập bỗng chốc có cảm giác như trở lại thành một thằng nhóc chưa tròn 10 tuổi, cùng thằng bạn thân khám phá ra nơi này. Gương mặt ông Tập càng lúc càng trắng bệch. Nếu thế thì bộ xương trắng hẳn là vẫn nằm đâu đó dưới phiến đá cạnh cửa hang. Ông không nói không rằng, lê đôi chân tập tễnh đi về phía trước, rồi cúi xuống lập phiến đá năm xưa lên. Miệng hố vẫn y hệt như gần 30 năm trước. Chỉ có điều, ông không hề thấy bộ xương trắng ẩn bị chôn sống ở đâu cả. Thay vào đó, ông còn tìm được một thứ còn kinh hoàng hơn gấp bội. Ấy là mấy chiếc đầu từ xác chết của gia đình nhà thằng Vẹt trong làng. Đầu của xác ông chồng nhu nhược, đầu rũ rượi đầy tóc của bà mẹ chua ngoa, rồi cả đầu của thằng Vẹt mới hôm nào còn đi lại trên con đường lớn trong làng. Một nhà ba vong mạng đều đang nằm vương vãi ở đây, bị cắn nham nhở bởi một hàm răng sắc lẻm. Đó là chưa kể mấy trong mắt của họ đều bị kẻ nào đó móc ra một cách thô bạo, từng mảng da trên gương mặt bị cào rách lòi cả thịt, cộng thêm mấy cọng dây máu xám đen, nay lại trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho đám giỏi bọ. Tam quỷ thấy ông Thập tỏ ra căng thẳng, mặc dù cảm thấy rờn rợn, nhưng gã vẫn không thể kìm nén được cơn tò mò, bèn vội vàng tiến đến. Vừa nhìn thấy mấy cái đầu bị vứt lăn lóc trong hố, gã thốt lên kinh sợ. Cái gì đây? Đây là đầu người mà. Ông Tập không đáp. Câu chuyện có vẻ như rối rắm hơn ông nghĩ. Có lẽ nào chính con sói lửa đã tha mấy cái đầu về đây. Tam quỷ run lẩy bẩy, khẽ nói với ông Tập. Bác Tập ơi, chạy đi thôi, không là chết hết đấy. Ông Tập lẩm bẩm nói với chính mình. Sao chúng lại ở đây? Đáng lẽ ra ở đây phải là mặt xương trắng chứ. Sao lại như thế? Sao lại có thể thế được? Ông chưa kịp dứt lời thì từ phía sâu bên trong bỗng dưng có một giọng nói vang lên. Cậu tìm thứ này phải không? Cả hai người đàn ông giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói của một kẻ thứ ba vang lên trong bóng tối. Ông Tập và Tam Quỷ ngẩn người ra, nhìn về phía sau, quên cả việc bỏ chạy. Từ trong hốc đá lớn, lão ăn mày què bước ra, tay cầm một bộ xương người lủng lẳng. Đáng sợ hơn ở chỗ, từ hai đầu gối cụt ngùn của lão xuất hiện hai cẳng dưới đầy lông lá màu đỏ, hệt như chân của một con sói lửa hôm trước. Tam Quỷ gần như á khẩu khi nhìn thấy lão. Gương mặt của lão vẫn y hệt như lúc trước, chỉ có điều đôi mắt vằn lên những tia máu dữ dằn của loài dã thú. Tam quỷ ngã phịch xuống đất, u ớ không kêu được thành tiếng. Trái tim của ông Tập lúc ấy như ngừng đập. Ông không bỏ chạy, cũng chẳng kêu gào hoảng loạn, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt lão ăn mày què đương đứng đối diện. Phải, chính ánh mắt này, chính ánh mắt của loài dã thú mà ông đã từng mơ hồ cảm nhận được khi lần đầu gặp lão ở dưới phiên chợ. Ông Tập nhủ thầm trong bụng, ông muốn nói gì đó nhưng hàm răng cứng như đeo đá. Lão ăn mày què tập tễnh bước đi trên hai cái cẳng sói. Lão lắc đầu cười buồn. Đừng sợ, tôi là người chứ không phải quỷ đâu. Ít nhất là lúc này tôi vẫn là người thực sự.
Hai người đàn ông nhìn nhau đầy hoang mang. Lão ăn mày què chậm rãi kéo lê bộ xương trắng ẩn đã lốm đốm dựng lên trên vách đá. Đoạn lại lôi từ trong hộp đá ra một vài tảng thịt sống. Lão nhóm lửa bằng hai hòn đá cuội to bằng lòng bàn tay người lớn. Củi khô đầy rẫy trong núi nên bắt lửa rất nhanh. Lão liệng thịt sống lên trên một cành củi lớn vắt ngang qua. Mùi thịt bén vào lửa bốc lên thơm nức mũi. Dù cho ông Tập và Tam Quỷ đương ngây ra vì sợ hãi, nhưng vẫn ý thức được rằng bụng đang đói cồn cào dữ dội. Lão mày ngước lên nhìn hai người rồi cười. Tôi với các cậu nào có phải người ngoài. Chắc các cậu đói rồi. Ngồi xuống đây ăn cho lại sức. Tam Quỷ nhích lên phía trước một vài bước. Nhưng ông Thập thì vẫn đứng yên nhìn chăm chăm vào bộ xương khô lẫn lão già trước mặt. Biết được ánh nhìn của ông Thập, lão ăn mày què chỉ lẳng lặng chỉ xuống mấy cành cây xếp thành hình thù quái dị ở bên cạnh. Rồi nói. Từ lúc phát hiện ra lão Đổ Lam bị chặt đứt phần thân dưới thành ba khúc, tôi đã đoán biết được thế nào cũng bị làng vu vạ. Sợ liên lụy cho cậu nên tôi đã trốn đi ngay trong đêm. Ngày nào tôi cũng gieo quẻ đoán việc, lại nhìn thiên tượng từ hướng về phía làng. Làng cậu chết nhiều người quá, mà có khi sẽ còn chết nữa kia kìa. Ông Tập lặng người đi, gương mặt ông không còn giọt máu. Lão mày què giơ tay về phía trước rồi khẽ nói. Cả hai ngồi xuống đi. Quỷ sự không thể tránh khỏi, nhưng giờ mà không giải quyết cho thấu đáo thì e rằng làng cậu sẽ tuyệt tự. Lão vừa dứt lời, một tia chớp màu đen xé ngang bầu trời, rồi tiếng sấm ầm ầm vang lên. Người xưa thường bảo, chớp vàng tóe lửa là thiên lôi giáng xuống, chớp đen là oán quỷ đến tìm. Tia chớp đen vừa mất, từ xa xăm vọng lại tiếng trẻ con đọc vẻ. Ve vẻ ve ve, cả làng chết hết, chúng tao cả mừng. Tiếng hát ve cứ thế văng vẳng vọng lại. Dưới ánh lửa bập bùng, mùi thịt rừng bốc lên thơm phức. Ông Tập gương mặt nặng nề, lắng tai nghe thật kỹ những câu vẻ ma quái. Một lúc sau thì trời đổ cơn mưa nặng hạt, không còn chớp nữa mà chỉ còn tiếng sấm đi đùng trên không trung. Lão mày què nhìn hai người đàn ông đương ngồi trước mặt, đoán chừng họ đói bụng dữ lắm nên lão đưa cho mỗi người một rẻ sườn vừa chín tới. Vốn dĩ lúc đầu ông Tập chẳng có lòng dạ nào để ăn uống, nhưng hương vị ngào ngạt của thứ thịt rừng nóng hổi giữa cơn mưa lạnh buốt khiến ông sực nhớ ra phải đến hai ngày rồi chưa có hạt cơm nào bỏ bụng. Cả hai ngấu nghiến ăn cứ như là ma đói. Lão mày què vừa trầm ngâm hết nhìn ông Thập, rồi lại ngó xuống quẻ dịch dưới đất. Chưa đầy nửa tuần hương sau, ông Thập đã ăn xong, vừa chùi miệng bằng mu bàn tay, vừa mở lời. Có lẽ cụ không nhớ rằng cái lần đầu tiên mà tôi gặp cậu cũng là lúc tôi đương chết đói phải không? Lão mày què ngắt lời, rồi khẽ đáp lại bằng giọng thâm trầm. Đương nhiên là tôi nhớ. Thậm chí tôi đã từng cho rằng chắc đời này sẽ chẳng thể gặp cậu. Chúng ta có mối duyên mệnh từ lâu rồi. Ông Thập sững người, ngay cả Tam Quỷ cũng ngỡ ngàng đến mức quên cả ăn. Ngạc nhiên hỏi. Duyên mệnh nghĩa là sao? Cụ là ai? Sao lại có thể nói như thế được? Lão mày thở dài. Lão vén ống quần để lộ cho rõ cẳng chân đầy lông lá của mình. Lúc bấy giờ cả Tam Quỷ và ông Thập mới có dịp nhìn kỹ. Từ đầu cho tới đầu gối là của lão, là một con người đúng nghĩa. Còn phía ngày thường vẫn cụt lủn thì giờ lại xuất hiện ống đồng cùng khớp nối với mắt cá chân và bàn chân phủ đầy lớp lông sói màu đỏ rực. Lão khẽ khẽ gõ nhẹ vào chân rồi cất giọng buồn rầu. Lần đầu tiên xem bói cho cậu ở phiên chợ dưới chân núi, tôi đã từng hứa với cậu một ngày nào đó sẽ cho cậu biết vì sao tôi bị cụt chân. Thực ra chuyện xảy ra cũng đã mấy mươi năm rồi, nhưng lúc nào nhớ lại tôi cũng ngỡ như vừa mới hôm qua. Việc tôi bị cụt chân chính là thứ gắn kết duyên mệnh của tôi với cậu. Mặc cho ông Tập còn ngạc nhiên quá đỗi, lão mày què chậm rãi kể tiếp. Năm đó, vị thầy lang cha tôi bị vu cho tội cấu kết làm hại cốt nhục của viên quan lớn, phải tự vẫn để giữ tròn danh tiết. Chứng kiến lần thứ hai mất cha trong đời, tôi vừa đứng ở miệng vực vừa cười như một thằng điên. Lính tráng bắt tôi rồi dùng nhục hình tra khảo. Có lẽ lão quan năm ấy trông ngóng con trai nối dõi tông đường nên rất căm hận. Lão hạ lệnh bắt tôi phải khai ra, nếu không chỉ có con đường chết. Đêm hôm ấy trong nhà ngục, nhìn qua khe cửa, chợt thấy có một ngôi sao chổi bay qua. Lòng tôi lập tức dấy lên nỗi kinh hãi đến cực điểm. Vừa nhắc tới sao chổi, cả ông Tập cùng Tam Quỷ đều giật mình nhìn nhau đầy lo sợ. Lão mày què vẫn tiếp tục. Hẳn là các cậu cũng biết,
sao chổi là thiên tượng đại họa của con người, điểm báo sẽ có một biến cố lớn xảy ra. Đám binh lính trông thấy điểm gở, vội vàng cấp báo với quan trên. Bọn tù nhân ở cùng với tôi đều kêu khóc kinh hoàng, chúng sợ bản thân sẽ bị đem đi hiến tế cầu an. Thực ra cái tục hiến người này đâu phải do người Đại Việt nghĩ ra, mà là do lũ giặc cỏ phương Bắc gieo rắc vào nước ta ấy chứ. Biết được thời cơ của mình sắp tới, tôi vội vàng xin cai ngục chuyển lời của tôi để gặp quan lớn. Ban đầu gã cai ngục không tin, nhưng tôi chắc như đinh đóng cột rằng có cách để đối phó với sao chổi, nên gã vội vàng tin ngay. Trước mặt quan lớn, tôi bày cho hắn chặt đứt vận hạn do sao chổi đem đến bằng cách chặt đứt đôi chân của ngôi sao ấy. Tam quỷ tỏ ra nghi ngờ. Sao chổi vốn ở trên trời, làm sao ông có thể chặt đứt được? Lão ăn mày què mỉm cười lắc đầu. Cậu nghĩ tôi nói thật với tên quan ấy hay sao? Mới đầu lão cũng không hề tin, nhưng sau đó tôi trổ tài xem vận mệnh từ lúc nhỏ cho tới khi thăng quan tiến chức, thì lão vội vàng tin sái cổ, lại xem tôi như bậc thánh nhân. Cách chặt đứt đuôi sao chổi mà tôi bày cho hắn ngẫm ra cũng thật kỳ dị. Ấy là phải dùng ngọn dao thật sắc, có dính chút máu của quan lớn, sau đó khéo léo lóc hai cẳng chân của một người nào đó cam tâm tình nguyện, máu chảy ra xối xả, thì lập tức phải hứng ngay, rồi đích thân quan vẽ hình một ngôi sao chổi thật lớn bằng máu của người đó. Ông Tập cảm thấy lạnh cả người. Lão mày què cười nhạt rồi nói tiếp. Người hiến cẳng chân sẽ phải đi ngay lập tức, không bao giờ được gặp lại viên quan kia nữa. Việc tiếp theo mới quan trọng bậc nhất. Viên quan đó phải bắt buộc chặt đứt một ngón tay út của các bà vợ, rồi nướng thành tro, hòa vào rượu vẩy lên trên ngọn sao chổi vẽ bằng máu ấy. Có như thế lão mới được an vui thăng quan tiến chức, lại có con trai nối dõi. Tam quỷ há hốc mồm lắp bắp hỏi. Sau đó thì sao? Lão mày què trầm ngâm. Đương nhiên là viên quan ấy phải làm theo rồi. Từ lúc vào tù bị đánh đến thừa sống thiếu chết, tôi đã từng thề độc rằng nếu phải vong mạng cũng phải trả thù cho cha mình. Chuyện lúc nhỏ tôi bất tài vô dụng, đến khi lớn lên lại để cho cha nuôi phải chết thảm. Tôi âm thầm suy nghĩ để tìm cho ngọn nguồn. Đám đàn bà chung chồng thì đời nào mà thật tâm yêu mến nhau cho được, nhất là với kẻ có diễm phúc mang bầu. Kẻ hại chết cả mẹ con người thiếp kia chỉ có thể là mấy bà vợ của viên quan ấy muốn mượn tay cha tôi để giết người. Tôi xin mỗi kẻ một ngón tay để đền mạng cho cha tôi, xem ra vẫn còn hời cho mấy ả. Lão mày cười lạnh rồi lại kể tiếp. Viên quan đương nhiên đồng ý, thậm chí gã còn không màng đến việc xem mấy bà vợ của mình có chịu đựng được hay không. Thứ mà gã lo lắng nhất đó là phải tìm được một người cam tâm tình nguyện. Vì tôi đã dặn kỹ lưỡng, nếu như cưỡng ép kẻ đó thì bùa phép coi như là vô nghĩa. Ông Tập nhíu mày hỏi nhỏ. Chẳng lẽ kẻ đó là... Chính là tôi. Tôi là người cam tâm tình nguyện. Viên quan vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Gã cho rằng tôi có ý đồ gì đó không lành. Lão vốn là một kẻ lăn lộn trốn quan trường nhiều năm, sao có thể tin hoàn toàn người khác. Thế nhưng tôi chỉ nói rằng muốn giữ mạng để còn nối dõi tông đường, cũng coi như là chuộc lỗi cho cha mình. Và thế là mọi chuyện diễn ra đúng như những gì mà tôi nghĩ. Ông Tập nhìn Tam Quỷ, gã bối rối không biết phải nói gì. Lão mày què nhìn ông Tập rồi kể tiếp. Viên quan nghe thế thì tin ngay. Tôi cắn răng chịu đau, từng thớ thịt trên người như bị xé làm mấy mảnh. Tôi đau đến chết đi sống lại. Sau đó viên quan cho người đưa tôi thức ăn và tiền lộ phí, rồi để tôi ở bìa rừng phía tây bắc Hoàng Thành. Đó cũng là cái nơi mà tôi gặp cha cậu. Ông Tập ngỡ ngàng. Gặp cha tôi? Cha tôi cũng chỉ là trưởng làng đi xuống núi đổi thuốc men cho dân như tôi thôi mà. Sao lại có thể đi xa như thế được? Từ làng Địa Ngục xuống tới tây bắc Hoàng Thành phải gần 100 dặm. Lão mày ho khủ khụ rồi nói. Từ lúc cậu sinh ra, bà nội cậu đã gieo quẻ và biết rằng mệnh cách của cậu đặc biệt. Không con không cái, nếu có thì lại chết yểu. Thêm nữa, mệnh của dân Địa Ngục đều rất ngắn. Bà nội cậu xem bói mới biết người sống thọ lâu nhất trong làng mới được 3 tuần. Nghe nói tên người ấy ứng với một quẻ trong bát quái. Còn đâu tất cả đều chết rất thê thảm, chết bởi tay một người mà không ai ngờ tới. Cha cậu sợ gia đình tuyệt tử tuyệt tôn, không có người thờ cúng, bèn đi tìm bậc thầy huyền học ở khắp nơi trong nhân gian. Cũng vì thế mà vô tình gặp tôi đương sắp chết giữa đường. Nói tới đây, giọng của lão ăn mày què bất chợt ngậm ngùi. Lão khẽ khịp mũi một tiếng rất nhỏ
rồi nhìn ông Thập. Lúc đó tôi sắp chết rồi. Tôi vừa đói vừa lạnh, máu rỉ ra linh láng. Mùi máu tanh tất sẽ dẫn dụ thú dữ trong rừng kéo tới. Tôi chỉ nghĩ mình có hai tâm nguyện lớn nhất trong đời là báo thù cho hai người cha. Cha nuôi tôi đã báo thù cả, còn cha ruột thì thù vẫn còn đó. Lúc đó tôi thấy cha cậu đi tới. Ông hoảng hồn khi nhìn thấy tôi nằm thoi thóp giữa rừng. Thế là ông vội vàng sơ cứu cho tôi, rồi lấy bánh trưng gùi cho tôi lót dạ. Thực ra đương bị thương mà ăn bánh trưng thì rất độc, nhưng kệ, còn giữ được cái mạng là tốt rồi. Cha cậu là người cao lớn, ông nhấc bổng tôi lên rồi đi tìm thầy lang cấp cứu. Thầy lang trong kinh thành nói là có thể giữ được mạng cho tôi, còn chân thì dù hoa đà tái thế cũng khó lòng làm được. Cha cậu không nghĩ nhiều, chỉ xin thầy lang giúp sức, cũng coi như là tạo chút phước đức cho con trai mình. Tam quỷ nhìn hai người đàn ông bên cạnh, một người dáng vẻ phong trần, cúi gằm xuống nước mắt rơi lã chã. Người đàn ông già nua còn lại, dáng nửa người nửa quỷ, cũng rụt rùi. Tôi mang ơn cha cậu suốt đời không quên. Tôi sắp chết để được ông ấy tha cái mạng chó về. Tôi muốn quỳ xuống khấu đầu với ông mà không được. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi còn thua cả loài thú. Cha cậu lần nào xuống núi cũng cố gắng đi tới nhà thầy lang thăm tôi. Biết tôi có dị tài xem bói, ông bèn hỏi hậu vận cho gia đình và người dân trong làng. Khi nhìn thấy quẻ tượng bày ra trước mắt, tôi mới đoán được rằng dân làng ông phạm đại tội, ma tà quỷ quái âm binh dày đặc trong làng. Quẻ lại xuất hiện xà động, ám chỉ có kẻ sẽ gây ra tà thuật trong làng. Vừa nghe đến đó, ông Thập run lên bần bật. Kể cả nằm mơ, ông cũng không nghĩ rằng những gì mà dân làng phải chịu đựng là được tiên lượng từ nhiều năm về trước. Thấy ông Thập ngẩn người suy nghĩ, lão ăn mày què khẽ chỉ tay vào mấy cành cây khẳng khiu xếp bên cạnh ba đồng xu dưới đất, rồi nói: lúc ấy tôi cũng xem quẻ cho cha cậu bằng những thứ này. Quẻ cũng nói thêm rằng sau này tôi sẽ gặp phải họa sát thân trong đời, thế rồi sẽ gặp được ân nhân có huyết thống với ông ấy. Nhất định tôi phải giúp đỡ người này, ấy là việc giữ tròn đạo nghĩa. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, từ lúc cậu đưa cho tôi chiếc bánh trưng gù y hệt như cha cậu đã làm, tôi biết được cậu là duyên mệnh với tôi từ trước. Mấy ngày hôm nay quẻ tượng rất xấu, đời tôi chưa từng xem cái quẻ nào lại kinh hoàng đến thế. Lại nói sáng ngày hôm nay nhân tiết lập xuân, tôi có đứng ngoài cửa hang để xem thiên tượng. Từ đây nhìn về hướng làng địa ngục, vào lúc giờ dần và giờ mão, phía đông xuất hiện một lớp mây đen hình lưỡi câu. Thiên tượng ấy được ghi chép trong cuốn Binh Thư Yếu Lược của quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo. Cổ nhân cho thấy mây đen hình lưỡi câu ấy chính là... Ông Thập nhoài người về phía trước, nắm chặt khuỷu tay gầy gò của lão ăn mày què, rồi run run nói: là sao? Cụ nói đi, đừng làm cho con sợ. Lão mày què nhắm mắt rồi thở dài: chiếc lưỡi câu hình mây đen chính là báo hiệu nơi ấy sẽ đại họa diệt vong. Giọng nói của lão mày què rất nhỏ, ấy thế mà ông Thập nghe chẳng khác nào sấm đánh bên tai. Mặc dù lúc này ông đương ngồi bên cạnh bếp lửa ấm mát, nhưng vẫn thấy lạnh cả sống lưng. Lão ăn mày thở dài: giờ cậu đã tin tôi chưa? Từ lúc mới gặp, tôi đã muốn nói cho cậu nghe cái làng địa ngục đã phạm phải tội gì mà bị tai họa lớn đến thế. Chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn còn muốn giấu tôi? Câu hỏi của lão cũng chính là cái gai trong lòng tam quỷ bấy lâu nay. Dù chẳng âm trầm sâu sắc như người khác, nhưng gã cũng cảm thấy tò mò vì tội lỗi mà ông trưởng làng bấy lâu nay cứ che giấu. Mà đâu phải chỉ có mình ông trưởng làng kỳ lạ, ngay cả cái bầy đom đóm dày đặc trong làng, rồi những người đàn ông đàn bà tóc trắng tinh như cước kia, đều khiến cho kẻ ưa chuyện ma quá như gã cũng phải run sợ. Biết được hai người bên cạnh đương chờ đợi mình, cuối cùng ông Thập đành phải thú nhận uẩn tình năm ấy. Khi ông vừa nhắc đến người đàn bà bụng chửa trốn thoát trong đêm, rồi cả những quỷ sự ở làng vẫn luôn liên quan tới rắn rết âm hồn, lão ăn mày què mặt biến sắc. Lão hốt hoảng kêu lên: vu thuật! Người nào đó đã hại làng cậu bằng vu thuật rồi. Không để cho ông Thập kịp phản ứng, lão run run khẽ nắm lấy 6 đồng xu rồi đưa cho ông Thập, lại dặn ông phải thật thành tâm và sóc nhẹ 7 lần. Khi sắp tiền phải nghĩ đến thứ khiến mình lo lắng nhất, sau cùng mới trải từng đồng tiền xuống đất. Lòng ông Thập ngổn ngang suy nghĩ. Ông nghĩ đến vợ ông bỗng dưng trở nên kỳ lạ, hành động như ma như quỷ, rồi nghĩ đến những người dân làng của ông dường như rơi vào thảm cảnh. Lòng ông quặn lên như có một con gì cắm vào bụng.
Tiếng đồng xu va vào nhau tạo thành âm thanh êm tai. Ông Tập nín thở, run run cầm từng đồng xu đặt xuống đất. Trong hang không tối nhưng cũng chẳng sáng rõ. Cả ba người đàn ông đều phải cố gắng lắm mới nhìn thấy được mấy đồng xu cũ kỹ. Vừa thoáng nhìn những đồng tiền mặt sấp mặt ngửa, lão ăn mày đã biến sắc, lẩm bẩm một lúc rồi quay ra hỏi ông Tập. Quẻ này có ám chỉ đến nữ giới. Bạch bì là thứ áo trắng, vô tự là không con. Làng địa ngục có người nào như thế không? Lão ăn mày què vừa bật ra câu hỏi liền sững sờ nhìn ông Tập và Tam Quỷ. Lần đầu tiên gặp, thị ấy đương mặc áo trắng nhạt điểm hoa. Thị là người duy nhất ở trong làng không con không cái, chính là thị Tập, nhất định là thị. Đầu Tam Quỷ ong ong như có ai gõ vào từng hồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho gã xây sầm mặt mày. Bầu trời bên ngoài sấm chớp ầm ầm. Ông Tập vội vã bước ra cửa hang, phát hiện trời đã gần tối. Cả ba người đã ngồi nói chuyện ở trong hang suốt mấy canh giờ. Mây đen vần vũ kéo đến, báo hiệu một trận vũ bão như muốn gột sạch những thứ nhơ nhuốc ở nơi bụi trần. Ông Tập nhìn về hướng làng địa ngục, thấy một cột khói bốc lên mù mịt, hình như lại có hỏa hoạn. Ông chỉ kịp quay lại nhìn Tam Quỷ và lão ăn mày què, rồi run giọng. Kiếp này được gặp hai vị, dù cho có làm hậu nhân của dã quỷ, tôi cũng không oán trách. Chỉ mong kiếp sau gặp lại, nhất định phải kể cho tôi nghe vì sao cụ lại có đôi chân sói như thế. Vừa nói dứt câu, ông Tập ghẽ gật đầu một cái, coi như lời chào từ biệt. Thế rồi ông chạy vút đi, rồi biến mất sau tàn cây rậm rạp. Các bạn thân mến, như vậy là quyển số 9 của series Tết ở làng địa ngục của tác giả Thảo Trang đã khép lại video ngày hôm nay. Các bạn thấy sao ạ? Càng về cuối thì câu chuyện càng dồn dập và hấp dẫn. Sự thật về danh tính của lão ăn mày què, rồi câu chuyện ngọn nguồn của thị tập hung thủ đã tàn sát cả làng sẽ diễn biến như thế nào và sẽ có bất ngờ gì khác?